Chào cả nhà. Trong cái video phần 1 và phần 2, mình đã hướng dẫn cái cách chúng ta đi tính mã ngày và mã tháng trong cái phương pháp tính can chi của ngày. Thì bạn nào chưa xem lại cái video phần 1 và phần 2 thì mình sẽ để link ở phía dưới. Trong cái video phần 3 này, mình sẽ hướng dẫn cái cách chúng ta đi tính mã năm. Cái cách chúng ta đi tính mã năm, mình ví dụ hôm nay sẽ là cái mã năm, mình đi tìm cái mã năm để mình ráp vào cái công thức tính can chi ngày. Rồi mình ví dụ năm 1914 hoặc là năm 1868. Thì đối với cái cách tính mã năm thì mình sẽ lấy hai cái số cuối của năm. Các bạn lưu ý ha, mình chỉ lấy hai số cuối của năm thôi. Mình sẽ có bước thứ nhất nè. Bước 1 là mình sẽ lấy hai cái số cuối của năm chia cho 12. Lưu ý ha, mình sẽ lấy hai số cuối của năm chia cho 12. Hai số cuối này của năm chia cho 12. Rồi được bao nhiêu? Mình sẽ lấy số dư. Mình sẽ lấy số dư nhân cho 5. Đây là bước thứ nhất. Rồi bước thứ hai. Bước thứ hai là mình sẽ lấy hai cái số cuối của 5. Hai số cuối của 5. Mình chia cho 4. Và cái này thì mình sẽ lấy phần nguyên. Ở trên thì lấy phần dư, còn ở dưới là mình sẽ lấy phần nguyên. Rồi bước thứ ba. Bước thứ ba là bằng, mình sẽ lấy bước 1 mình cộng cho bước 2. Ok ha, thì nó sẽ ra cái mã 5. Đơn giản vậy thôi. Rồi các bạn lưu ý nè, cái mã 5 của mình á, cái mã can chi á, là mình sẽ có từ 0 đến số 59. Từ 0 đến số 59 là cái mã can chi của mình. Cái mã số can chi là từ 0 đến 59. Cho nên khi đến số 60 thì mình sẽ lặp lại một vòng tiếp tục. Ví dụ số 60, mình tìm ra được số 60 thì mình sẽ trừ cho 60 thì nó sẽ tương ứng với số 0. Cái mã can chi là 0. Hoặc là 61 thì nó sẽ tương ứng với số 1. Nếu mà kết quả lớn hơn hoặc bằng 60 thì mình cứ trừ đi cho 60 thì sẽ tìm được cái mã can chi. Cho nên nhá, thường thường các bạn thấy ở cái tuổi 61 người ta gọi là tuổi đáo tế. Cái tuổi đáo tế có nghĩa là sau một vòng 60 năm thì nó sẽ lặp lại cái mã can chi. Đó. Cho nên cái mã can chi của mình là từ 0 đến 59. Rồi mình sẽ đưa vào một vài cái ví dụ cụ thể luôn. Ví dụ thứ nhất là năm 1914. Cái ví dụ thứ nhất này các bạn là năm 1914, tính cái mã này, tính mã 5. Công thức mình đã có rồi. Ghi thì nó dài dòng vậy thôi, nhưng khi làm nó sẽ rất là nhanh. Mình sẽ lấy cái hai cái số cuối của năm này, mình chia cho 12 và lấy số dư nhân 5. 14 chia cho 12 thì kết quả số dư sẽ là bằng 2. Ok ha, 2 mình nhân 5, 2 nhân 5 sẽ là bằng 10. Rồi bước thứ hai là mình sẽ lấy hai cái số cuối là số 14 này, mình chia cho 4 và mình lấy phần nguyên là được 3. Là được 3 nha các bạn. Rồi kết quả mình sẽ lấy bước 1 cộng cho bước 2. Bước thứ 3 này là bằng bước 1 nè. Bước 2 nè. Bước 1 cộng cho bước 2 là 10 cộng cho 3 là bằng 13. Đơn giản vậy thôi. Rồi cái mã 5 của năm 1914 là bằng 13. Rồi tương tự như vậy mình đi vào cái ví dụ thứ 2. Cái ví dụ thứ 2 là năm 1868. Rồi ví dụ thứ hai là năm 1868 thì mình cũng lấy hai cái số cuối này là cái số 68. Ok ha. 68 này mình sẽ chia cho 12, mình lấy số dư. 68 chia cho 12 lấy số dư là mình sẽ được 8. Số dư là 8 nha các bạn. 8 này mình sẽ nhân cho 5. 8 nhân 5 là bằng 40. Đây là bước 1. Rồi bước thứ hai là sẽ lấy hai cái số cuối là số 68 này chia cho 4 và lấy phần nguyên
Và phần nguyên sẽ là 1 này 28 là 7. Phần nguyên sẽ là 17. Rồi mình sẽ cộng hai cái bước này lại là cái bước thứ 3. Bước 3 là mình sẽ lấy 40. Mình cộng cho 17. Kết quả của mình là 57 này. Đối với những cái mã số nó lớn, ví dụ như cái số 57 này, các bạn lưu ý như lúc đầu mình nói á, là cái mã kanji á, thì nó sẽ từ số 0 đến số 59. Ok ha. Rồi, cho nên đối với cái số 57 này, mình có thể mình để là 57. Sorry. Đối với cái số 57 này, mình có thể mình để là 57, hoặc là mình lấy 57 này mình trừ cho 60 đi. Tại vì một vòng của cái mã kanji nó sẽ từ 0 đến 59, 60 nó sẽ lặp lại. Cho nên thay vì mình để 57 thì mình lấy 57 này mình trừ 60, kết quả của mình sẽ là trừ 3. Có nghĩa là thay vì mình viết 57 thì mình cũng có thể viết trừ 3. Hai cái này nó giống nhau nha, để cái nào cũng được. Tuy nhiên mình để cái số trừ 3 cho nó nhỏ, cho nó dễ tính. Rồi, đơn giản vậy thôi. Mình sẽ đi qua một cái mã tiếp, đó chính là cái mã thế kỷ.